Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín là The Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là cái video về Mini World sinh tồn núi lửa tập thứ 9 nha mọi người. Ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Thì ok, trong tập trước đó mọi người thì mình đã đi đánh bại được cái em boss thần rắn và kiếm được hai cái đền thờ. Và chúng ta đã có trồng được một cái cây thần này mọi người. Nhưng mà mình chưa có lấy quả thần á. Bởi vì để khi nào mình đủ các nguyên liệu của cái để mình triệu hồi được em boss núi lửa thì mình mới lấy cái quả thần đó xuống nha. Thì bây giờ trong tập hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tìm thêm cái nguyên liệu để triệu hồi em boss núi lửa. Đó là mảnh kiếm bị gãy đó mọi người. Thì cái mảnh kiếm bị gãy đó thì chúng ta sẽ tìm ở khi mọi người đánh em rồng á, đánh bại được boss rồng. Và để bây giờ mình sẽ chuẩn bị vài thứ để chuẩn bị xuống bên hành tinh lửa để đánh bại em boss rồng nha mọi người. Thì trước đó thì mình sẽ chế tạo một cái cung đi, một cái cung thì không, mình sẽ dự định là sẽ chế tạo nỏ nha mọi người. Nỏ thì chúng ta cần phải có kim cương nè. Để mình xem thử công thức chế tạo nỏ là cái gì đó mọi người. À và hình như mình chưa có mở khó, thế thì mình phải chế tạo cây cung thôi. Một cây cung bình thường đó mọi người. Cái là xui luôn, mình chưa có mở khó công thức của cây nỏ. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cung bình thường. Cần hai sắt, một da và hai cái sợi tơ. Thì mình cũng có rồi này mọi người, đủ hết rồi. Rồi và mình như là trong cái tập trước đó, mình đi tìm mình có sẵn luôn rồi nè. Mình có sẵn cái nỏ luôn rồi nè. Cần chi phải chế tạo nữa. Đây, hình như là mình đánh em quái nào rơi ra hay sao đó. Mình nhớ là vậy, hay là mình đi xuống hang, mình gặp mấy cái đinh trình, mình đào được hay sao á. Rồi mình được, trong tập trước mình đi có qua bên mình lượm ở chỗ đền thờ thần rắn đó mọi người, được 61 tắc cái mũi tên và được thêm dư một cái mũi tên nữa. Và mình sẽ lấy thêm, mình chế tạo thêm vài cái cung tên nữa đi. Thì cung tên thì chúng ta cần thêm mấy cục đá nữa đây. Và không biết được chế tạo được nhiêu cái, được 20 cái. Ok, cũng khá là hợp lý rồi đó. Và rồi và bây giờ được thêm được một ít nữa, không biết là có đủ để đánh bại em rồng không nữa. Rồi mình nhớ là mình có mấy cái mũi tên bằng điện nữa này. Mũi tên này thì bắn được không ta? Cái này sẽ gây ra, mình chả biết cái mũi tên này bắn được không nữa. Rồi ok, và như thế là mình đã có một cái mũi tên, một cái cung tên rồi. Bây giờ mình sẽ đặt lại cái này xíu. Rồi và bây giờ mình sẽ đem theo ít thức ăn nữa. Ok, như vậy là ổn rồi đó mọi người. Đúng rồi, mình sẽ chế tạo một cái cánh nha mọi người. Đó thì trong tập trước á, mình đánh bại được em boss rắn thì được 13 cái cánh, một cái 13 cái lông của em rắn á. Rồi và bây giờ mình sẽ chế tạo một cái cánh. Một cái cánh thì cần 9 vàng và 6 cái xương. Vàng thì mình có xương khá là nhiều luôn. Xương thì mình cũng có khá là nhiều. Rồi và bây giờ mình sẽ chế tạo một cây cánh nha mọi người. Đó, xịn sờ con bò luôn. Và mình sẽ cắt lại vô trong này. Rồi. Và không biết là cái cánh có phù phép được không ta. Để bây giờ mình xem thử cái cánh của chúng ta có thể phù phép được không nữa. Và mình sẽ lấy một ít hạt này đi. Một ít cái đá phụ ma. Và mình sẽ xem thử những cái này có tác dụng gì đã. Ok, và mình thấy một cái gọi là tăng sát thương cho cây cung nè. Đó, ok, ghép vô rồi. Và như thế cũng ổn lắm mọi người. Và để bây giờ mình sẽ xem thử, mình sẽ xem thử mấy đá màu vàng này có hiệu ứng gì không đã. Ok mọi người, như vậy là đã ổn rồi. Và cái cung của mình đã có một cái gọi là tăng sát thương cho cây cung lên 111% hay sao á. Đúng không? Đúng rồi, 111%, chắc là cũng ổn áp rồi đó. Và hình như cây cung mình cũng có cái sấm sét xung quanh nữa nè, xin thật sự. Và để bây giờ không biết là mình mang đủ đồ chưa. Đó, có bộ giáp kim cương mình cũng để mang đủ đồ rồi. Và bây giờ mình sẽ đi xuống, đi qua bên địa ngục một phát luôn nha mọi người. Đây rồi, qua bên hành tinh lửa đây, về sang em boss luôn nha. Không biết là mình còn đem thiếu cái gì nữa không. Chắc là không đâu đúng không. Rồi và ok, đã sẵn sàng đánh bại em boss rồng rồi mọi người. Đó, để lấy thanh mạnh vỡ thanh kiếm đó mọi người. Rồi và bây giờ mình sẽ đi theo hướng này. Đó, đi theo hướng thanh kiếm. Rồi đi theo hướng này, có em cua này. Nãy mình biết mình mang theo mình quên mang cái ba lô cua. Rồi xong luôn, mình quên chế tạo cái ba lô cua để mình gọi là chống lửa đó mọi người. Khá là xui luôn rồi. Nhưng mà chắc không cần nữa đúng không. Chắc mình cũng không cần ba lô cua đâu, bởi vì cái bộ giáp mình cũng gọi là thực sự mạnh rồi đó. Và ba lô cua thì cần hai da lớn thì cần, ui thì có nên quay về và chế tạo thêm mấy cái da ba lô cua không ta. Mình thấy cái ba lô cua có thể chống lửa khá là dữ. Để mình xóa cái hiệu ứng rồi bị nóng đó mọi người. Mình đang bị dính một cái hiệu ứng nóng đó này, thì chắc nó sẽ giảm mình cái gì đó thôi, nó sẽ giảm mình tốc độ hồi phục hay gì đó thôi. Rồi để bây giờ mình
Chắc bây giờ mình sẽ quay về đi. Trời ơi, tự nhiên mình cứ quên là mình thiếu cái gì đó. Thấy chưa? Nó đốt cháy lâu hơn đó mọi người. Thì cái ba lô sẽ giúp mình gọi là chống chịu, khả năng chống chịu bị đốt cháy đó. Khá là xịn. Rồi bây giờ mình sẽ quay về tí xíu đi. Khá là xui luôn. Tự nhiên mình nhớ là mình quên cái gì nhưng mà mình không nhớ ra được. Trời ơi, là mất mình thêm 5 sao, 7 sao chứ. Rồi xong như cái đợt mà mình lên vũ trụ á mọi người. Mất uổng thật sự. Rồi và bây giờ mình sẽ chạy lên ở trên một tí xíu. Và đây rồi, đây rồi. Và chế tạo một cái ba lô luôn thì chúng ta cần chỉ và cần da. Mình còn cái mấy cái cục mảnh vỡ của lục cái da của em cu không ta? Mình nhớ là mình cũng có. Đây rồi, 5 cái luôn và bây giờ mình sẽ chế tạo khá là nhiều đó. Chúng ta thiếu da rồi. Hiện tại mình đã thiếu da mọi người, thiếu một da đúng không? Thiếu một da. Da thì mình cũng không bây giờ mình có thể đi ra ngoài mình đánh vài em bò, em sói gì đó. Rồi đây rồi, trước mặt mình có một em sói này. Đó, đánh một em sói này luôn. Ok, vậy được một da này mọi người, thế là đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ mang theo đó rồi và lên cái ok và lên cái chế tạo một cái ba lô của gì ta, ba lô rùa lửa cua lửa à. Ok, và như thế là ổn rồi đó. Và mình sẽ chạy về và qua lại bên bên hành tinh lửa nha mọi người. Rồi và như thế mình đã qua bên hành tinh lửa rồi và bây giờ mình sẽ chạy tới cái chỗ của em boss nha. Hy vọng là gần gần mình một xíu để mình đỡ chạy nhiều mọi người. Xa quá thì khá là mệt đó. Rồi và hy vọng là gần mình. Rồi mình sẽ chạy qua hướng này. Không biết là mình có cần đi xuống phía bên dưới không, bởi vì hiện tại mình đang ở độ cao khá là cao, 121 luôn mọi người. Không biết là mình có cần đi xuống bên phía dưới không nữa. Thôi mình cứ đi đi. Nếu tí nữa mình nó cần xuống phía dưới thì mình sẽ dùng đôi cánh của mình bay xuống nha. Đó, có đôi cánh cũng khá là xịn sò luôn. Rồi để né né mấy em cung này ra đó. Rồi ở đây mới có hộp thì mình sẽ đập trên đường luôn, hy vọng ra kim cương. Hồi bữa mình có đập cái hộp đó và ra kim cương đó mọi người, khá là xịn sò con bò luôn. Rồi và ở dưới này cái kia phải là boss không? Chưa phải luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ mang cái cánh của mình xuống. Rồi ok, bay xuống nha mọi người. Và ở dưới này không phải, chưa phải là chỗ để đánh boss. Rồi xong mình phải còn đi thêm, hy vọng là đừng đi xa quá mọi người, xa quá mất công mình quay lại khá là xa mệt. Rồi và bây giờ mình sẽ tháo cái cánh ra rồi mình đi bộ. Trước mặt mình đã khá là nhiều quái vật nên mình hơi sợ rồi nha. Rồi và có cái kia gì màu trắng trắng này ta, cái gì màu trắng này, cái cục gì đây? Có cái cục gì màu trắng này mọi người, khá là kỳ lạ. Tàu mình đang bị mình đang bị lại bị dị ứng phóng to rồi mọi người. Kìa, khó chịu thật sự. Có mấy cục gì á là mình bị dính mất hiệu ứng, khó chịu thật sự. Mình đang bị hiệu ứng phóng siêu to luôn đó, lại như bị hiệu ứng như tập hôm trước rồi mọi người. Nhưng mà nó sẽ cho mình khả năng đào siêu nhanh luôn. Ui xịn xịn xịn. Bây giờ mình sẽ cái cục này nhìn đẹp thật sự mọi người. Cái cục này nhìn ui nhìn rất là ngầu luôn á. Kìa, cục này là cục gì ta, hình như đây là bản cập nhật mới hay sao á, nhìn như cục như siêu nhân vậy đó, nhìn đẹp thật sự. Mình nghĩ nó sẽ chắc chắn nó sẽ có liên kết với cái cục hồi tao cho hôm tập trước đó mọi người, chắc chắn nó sẽ liên kết với cục đó. Về mình sẽ mang về, tí nữa mang về mình lấy ra mình ghép thử nha mọi người, được hai cục luôn, khá là xịn. Lại cái em cua này cứ đánh mình nữa, lòng em bắn bắn này cứ đánh em xương này, con sư này thì đánh với chúng tôi. Và mình sẽ bay bay lên phía trên đi, bay lên phía trên đi cho dễ đi. Mình mang cái cánh của mình bay lên. Ok, mình thiếu thức ăn, mình không bay được mọi người. Để mình ăn một vài thứ đã. Rồi, để mình ăn một tí đã. Mình sẽ bay lên trên nha. Rồi, bay lên trên thôi mọi người. Đó, bay lên trên một tí xíu. Rồi, 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 rồi. 1 hour later. Ok mọi người, sau một khoảng thời gian đi thì mình tới với chỗ đánh boss rồi nè, ở dưới này nè mọi người. Và để bây giờ mình sẽ mang cái cánh bay đi, đây sẽ bay xuống dưới đó, rơi xuống dưới nha mọi người. Rồi và bay lên. Ok, cẩn thận một tí. Rồi và mình sẽ cởi ra và đây là cái chỗ để đánh boss nè mọi người. Ui xịn sao sao. Và xung quanh này có gì không ta, để mình nghĩ nghĩ coi thử. Xung quanh này có khoáng sản đó, có mấy cục vàng này mọi người, thì mình sẽ đào mấy cục vàng này ra đó, không là tí nữa nó em boss boss rồng á
phá hết luôn là xong, là mất hết mấy cái khoáng sản này luôn mọi người. Đó, lại có thêm vàng nữa nè. Đó, đào hết ra luôn. Rồi, còn nước không? Còn nước không? Mình sẽ đi một vòng có thử. Dạ, một vòng có thử là chúng ta còn không nha. Và mình sẽ lấy cái áo bóng đá đi, mình di chuyển cho nhanh. Ở đây rồi, có thêm vàng này mọi người. Thêm được 4 cục. Rồi, và chúng ta cũng được hình như là hết rồi đúng không? Ai bên đây còn nữa nè mọi người. Đây, còn thêm được một cục. Rồi, phải vơ vét hết chỗ này mọi người, tận dụng hết các loại khoáng sản. Và hình như ở dưới địa ngục mọi người có nghe cả sấm sét, hình như trời đang mưa hay sao á, đang bão bùng hay sao á. Ok, như thế là hết rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ có cái tấm bảng này nè, mình chả hiểu gì hết. Rồi bây giờ và hình như mình sẽ click vào cái cục này thì embot sẽ hiệu triệu hồi ra. Đó, và hai embot hồng đâu, mình sẽ lấy cái cung nha. Mình sẽ lấy cái cung bắn em này. Đây rồi, ok, mình sẽ em này tới gần thì mình sẽ dùng cái kiếm. Ok, sao mình lọt xuống này rồi, em đó đâu mất tiêu rồi. Em đó đâu mất tiêu rồi mọi người. Ok, đâu mất tiêu, ở đây đây. Đây nè. Ok, mình sẽ dùng cái cung bắn này. Nhưng mà sao mình bắn không trúng. Ok. Ok. Nhưng mà sao mình đánh đam yếu thật sự mọi người. Né né né, chạy né né né. Rồi. Bắn em này. Bắn em này. Bắn em này. Ok, khi đạn em đó gồng thì mình sẽ lướt lướt như thế này. Bắn em này. Ok. Bắn lẹ. Rồi rồi, né liền. Chết rồi. Chỗ này không có lên được. Rồi. Ok, mình sẽ vừa đi vừa bắn. Đó, combo liên tục. Vừa đi vừa bắn. Né lẹ. Rồi, và hy vọng là không chết bạn này nha mọi người. Đó. Rồi, né tiếp. Rồi, bắn tiếp. Nhưng mà em này không... Đây, xuống solo với mình rồi. Cuối cùng xuống solo với mình rồi. Ok kìa. Vừa mới xuống mà sao em này chui xuống đâu xuống đất rồi. Mình tính solo cận chiến với em này mà. Đây rồi. Solo cận chiến với em này nè mọi người. Đó, mình có cái cung, cái kiếm khá là mạnh á. Nên mình thích đánh cận chiến hơn. Rồi, và em kia lại bay tùm lum rồi. Đây rồi. Đánh cận chiến với em này không? Ơ kìa, bay đi đâu nữa rồi. Xuống đây coi. Rồi nó toàn đi chui dưới đâu xuống dưới phía dưới rồi mọi người. Ok. Rồi né tiếp, em đó lại chơi chiêu bắn phun quả cầu lửa rồi. Và mình sẽ kết hợp bắn nha. Rồi né. Bắn tiếp. Ok, sao bắn không trúng. Rồi xong, né lẹ. Bắn lẹ. Né. Bắn lẹ, ok, em này cũng sắp chết rồi mọi người. Né lẹ, ok. Quay lại bắn tiếp. Cứ combo vậy. Ok, xém trúng mình luôn, sợ thật sự. Rồi, thêm một lần nữa. Né. Ok, và bắn. Né, ok, và ok, em là cũng chạy rồi. Và mình cũng sắp hết mũi tên rồi. Và nó đã mất tiêu rồi. Đây rồi, đánh được, đánh cận chiến được rồi. Xuống này coi. Ok, xuống này coi. Nó bay vì sợ bắn tốn cung mình đúng rồi. Ôi, giờ bị nó xuống rồi. Chết đi. Đó, và thêm một shot nữa. Ok, shot one hit luôn mọi người. Và như thế là mình đã đánh bại được em boss rồng rồi. Và được 199 là sao, lên được 199 sao. Và không biết được lên được như sao, mình cũng chả biết nữa. Rồi, và ok, và ở dưới này có một cây trứng rồng. Ok, xịn sò luôn. Và hình như có cái đầu rồng nó đưa cho mình luôn phải không? Ủa, không phải. Hình như mình phải đập cái này ra mới có đầu rồng đúng không? Ok, có một cái đầu rồng, 2 khối kim cương, 3 khối vàng. Đó, xịn sò, không bỏ liền. Và bây giờ mình sẽ lấy cái trứng luôn. Còn mũi khoan luôn à. May quá mình đem theo cái mũi khoan mọi người. Không là chả biết cái gì để lấy về luôn. Hồi bữa mình hiến tế, trong cái bàn hiến tế mình được cái mũi khoan á. Nên giờ có cái mũi khoan, may thật sự. Rồi, và bây giờ mình sẽ đi lên và đập lấy thanh kiếm nha mọi người. Rồi, đây rồi, đây chính là thanh kiếm thần này mọi người. Đó, xịn sò chưa. Để mình nghiêng nghiêng hoàng bên. Đó, mình cho mọi người xem, đây chính là thanh kiếm thần này mọi người. Đó, xịn chưa. Rồi, xịn sò con bò thật sự luôn. Rồi, và ok. Và mình sẽ lấy ra và đập cái thanh kiếm ra nha mọi người. Đập thì cần cúp à.
Ok em, may mình đây rồi, một thanh kiếm, thanh kiếm bể đúng không, thanh kiếm bị gãy đúng không, thanh kiếm bị gãy đúng rồi. Và đây đây, mình sẽ đem đi về nhà mình treo lên cho nó đẹp mọi người. Thì ở đây sẽ có thêm mấy cái cọc đá điện này, cứ mình sẽ đào thêm một tí nữa đi. Bởi vì sẵn tiện mình qua bên đây thì mình lấy thêm ít khoáng sản chứ về mà cứ đánh bại boss này về thì khá là ổn. Rồi, và ok, mình quên nhận thành công cái nhiệm vụ này chứ. Đó, nhận mấy cái nhiệm vụ này được khá là nhiều sao luôn. Đó, xịn sò luôn. Và mình chỉ cần thiếu cái nguyên liệu đó là đánh cái em boss trên tượng cổ thôi mọi người. Em boss trên hành vũ trụ á là mình có thể triệu hồi được em boss núi lửa rồi. Và chỉ cần mình sẽ vài bữa nữa mình kiếm đủ đồ, mình gọi là mình đủ mạnh rồi, mình tự tin mình đánh thì mình sẽ đi lên mình chiến em boss đó luôn nha. Và để bây giờ mình đào hết mấy cái... Ok, ở dưới này là một cái cục khối lava. Cái này là gì? Ok, cái này là cái này thì mình cũng không cần nữa đâu, bởi vì mình có nhiều cái đó rồi mọi người. Và ở bên đây thì có thêm đá điện với vàng nữa kìa, đào hết luôn. Đó, hiện tại thì mình cũng chưa có nhiều đá điện đâu mọi người, sẵn tiện là đào hết luôn. Đá điện thì mình cần để chế tạo mấy các loại máy móc đó. Thôi cứ đào. Ok, dưới này là có lava rồi. Đây nữa rồi, đây này có thêm vàng. Ui, khá là nhiều vàng luôn đó nha. Rồi đào được chắc cũng được 28 khối vàng, hiện tại mình được 28 khối vàng luôn, khá là xịn sò luôn. Rồi và ở bên này thì chúng ta lại có cái khối gì nữa kìa mọi người. Mình lại có cái khối này nè, khối màu trắng trắng đó. Ui, giờ mình đập ra nó sẽ có hiệu ứng gì đúng không? Để mình đập ra thử, mình lại có hiệu ứng biến to khủng lồ. Không có nữa à? Hình như mỗi lần có một lần hiệu ứng đó thôi. Ok, và được, chúng ta có thêm 4-6 cái đó. Mình chả biết đó là hiệu ứng gì nữa mọi người, không chả biết đó cái khối đó làm được gì nữa luôn á. Mình khá là mới lạ luôn á. Hy vọng là vài bữa nữa thì Miniwo sẽ thông báo cái khối đó để làm gì mọi người. Mình chả biết công dụng của nó mọi người. Chắc công dụng của nó là ghép thành robot hay gì. Nhìn khá là đẹp luôn, mấy cái khối đó nhìn khá là ngầu lò luôn mọi người. Rồi để bây giờ mình lấy thêm ít đá điện nữa đi. Ok mọi người, thì mình đã kiếm được cũng khá đá điện rồi. Và bây giờ mình sẽ bay về một tí xíu luôn, quay về nhà mình. Và mình sẽ lấy cái cánh của mình đi. Đó, mang cái cánh bay về nhà luôn. Hy vọng là về nhanh nha. Mình thấy nãy nó cũng gần đó mọi người. Rồi, và bay theo hướng này đi. Đó, và hy vọng là không gặp cái sự cố gì trên đường. Hy vọng là mấy em quái đừng có làm phiền mình nữa. Và ok, bay theo hướng này đi. 1 hour later. Ok mọi người, hiện tại mình đã về đến nhà rồi. Và bây giờ mình sẽ tổng kết lại cho hôm nay mình đã có được gì. Chúng ta có được 39 block, 39 cái quặng vàng, 3 khối vàng, 2 khối kim cương. Nói chung là các bộ phận con rồng, một cái đầu rồng, cái quả trứng rồng và cái kiếm nè. Và chúng ta có 6 cái khối khá là kỳ lạ. Và từ đó bây giờ mình sẽ cắt bớt, mình sẽ đem đi nung vàng nữa đã mọi người. Nung vàng và nung cái, ok sao chưa nung vàng nữa. Nung hết vàng luôn và nung cái khối này, cái khối đá điện. Rồi và mình sẽ cho thêm ít than vào, cái này đầy than mà. Cái này thiếu than nè mọi người, mình sẽ cho thêm ít than vào cái này đi. Rồi và bây giờ mình sẽ xếp lại đồ một tí xíu nha mọi người. Rồi và bây giờ mình sẽ đem bỏ mấy cái quả trứng rồng, cái đầu rồng ở đâu đây ta? Để trang trí đó mọi người. Mình sẽ để cái đầu rồng ở trước nhà ta. Chỗ này đi. Đó, để cái đầu rồng ngay chỗ đó luôn, nhìn khá là buồn cười nhưng mà thôi, nhìn nó cũng ngầu ngầu đó. Và ở trên nhà này thì cũng có khá là nhiều đồ rồi, mình sẽ xem thử dưới nhà này chúng ta đặt được gì. Mình sẽ đặt cái trứng ở đây đi. Đó, nhìn khá là buồn cười, cái trứng tới hai cái nồi được to hơn nữa, nhìn khá là buồn cười luôn. Và mình sẽ đặt thanh kiếm. Thanh kiếm này mình đặt ở đâu cho đẹp vậy ta? Mình sẽ đặt hướng này đi. Đó, để thanh kiếm ở đó. Và khi nào mình có đủ các bộ phận thì mình sẽ treo lên hết đó luôn. Và mình sẽ xem thử cái khối này là khối gì mọi người. Đây nè, có một cái khối gì khá là kỳ lạ luôn nè. Đó, cái khối nhìn như khá là buồn cười, nhìn như siêu nhân vậy đó. Đặt cái khối màu đỏ là lên thử. Không biết là nó có liên quan gì tới nhau không ta. Thì bên cạnh này sẽ có một cái này là cái đuôi à, chả biết nữa. Nhưng mà nhìn nó khá là đẹp luôn. Cái khối này giống như cái ngực của siêu nhân rồi đó. Và cái khối này thì giống như cái mặt à, nhìn bên cạnh thì giống như con mắt, nhưng mà nhìn dưới giữa thì là cái ngực. Ok, nhìn khá là khó hiểu luôn. Và mấy khối này là cái mấy khối hình như mới cập nhập hay sao nào mọi người. Đặt kế bên thử. Chả biết cái khối này là khối gì nữa, nhìn khá là kỳ cục luôn. Đặt hết lên thử, chả thấy cái nào gọi là liên hệ với tụi nó hết, nhìn khá là kỳ.
Thôi mình chả biết công dụng cái máy khối này nữa mọi người, nhìn khá là kỳ lạ luôn. Mình sẽ để đó luôn đi. À, và sẵn tiện thì mình sẽ bay lên cái cây thần này mọi người, để mình lấy cái thanh kiếm lột mình, để mình lấy cái hạt giống của cây thần này. Bay lên ok rồi, xong mình luôn ok rồi. Mình sẽ lấy đà từ đây đi, bay lên đó, lên từ thôi. Ok, sao chưa bay lên nữa? Rồi đây rồi, bắt đà từ đây. Hạt giống cây thần thì ở bên đây này sao á? Đây là hạt giống của cây thần này mọi người. Từ, cái cánh này đang khó điều khiển một tí. Đây, mình sẽ lấy ra. Và đây rồi, mình sẽ đập một phát. Chúng ta còn dùng rìu à? À, may quá, mình đã đem theo rìu. Và đập. Ok. Rồi, và như thế là mình đã được hạt giống của cây thần rồi. Cái này mọi người, nhìn khá là đẹp luôn. Đó, ok, và bây giờ mình sẽ lấy cái cánh của mình bay xuống phía dưới một tí. Ok. Rồi, và mình sẽ trang trí cho căn nhà của mình lại. Lấy cái cánh ra. Rồi, trang trí đặt ở hướng này. Đó, như thế là mình đã hoàn thành được một cái thanh kiếm bị gãy và một cái quả hạt thần, cây quả cây thần. Và như thế là mình chỉ thiếu một cái đầu của cái em tượng cổ thôi, và là mình có thể triệu hồi được em boss núi lửa rồi đó mọi người, khá là xịn sò luôn. Ok, chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.